Chỉ vì bị xe máy vô tình rọi đèn trúng mặt, hai nhóm khách đã cự cãi rồi loạn đá, dẫn tới một người bị đâm vào cổ, tử vong. Cuối ngày 1 tháng 12, Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết đã kết hợp với đội pháp y Công an tỉnh An Giang khám nghiệm xong hiện trường và tử thi trong vụ án giết người xảy ra vào tối ngày 30 tháng 11 tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc. Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Chí Cường, 23 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú. Cơ quan công an cũng tiếp nhận 3 đối tượng đầu thú trong vụ án, gồm Võ Ngọc Nhu, 29 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, Nguyễn Xuân Thành, 23 tuổi và Nguyễn Văn Roy, 24 tuổi, cùng ngụ thành phố Châu Đốc. Vào tối ngày 30 tháng 11, nhóm của anh Cường gồm 3 người đang ngồi nhậu thì bị một người trong nhóm của Thành vô tình rọi đèn xe trúng mặt khi chạy xe tới quán, nên cả hai nhóm xảy ra cự cãi. Thấy vậy, nhóm của Thành bỏ về nhưng sau đó quay trở lại, xông vào bàn nhậu của Cường, dùng chai bia đánh tới tấp. Chưa dừng lại, nhóm này còn dùng vỏ chai bia đâm vào cổ của anh Cường làm nạn nhân tử vong tại chỗ vì mất máu quá nhiều.